Đây là chị Loan đến từ Bình Phước. Nhìn những hình ảnh này chắc mọi người sẽ không tin. Chị Loan năm nay mới chỉ 24 tuổi, thân hình béo phì và cân nặng lên đến 143 kg đã làm cho chị nhìn giống như một bà cô U40. Gia đình nhỏ của chị cũng đứng bên bờ vực đổ vỡ, cũng chỉ vì chị mập và xấu. Đi vô đường vợ người ta thì đẹp chứ, vợ người ta thì xấu, không có giống người ta, cũng thấy thương là tội. Tại ra đường tới này nó cũng đẹp trai mà lấy vợ vậy đó, nhiều người ta cũng đói lắm. Thì người đàn ông thì thấy mình mà xồ xề thế nào cũng phải ngán ngẩm thôi. Thì mình cố gắng tìm cách khắc phục. Ít ai biết trước khi có được thân hình thon gọn như bây giờ, thì chị Bích đã từng có khoảng thời gian rơi vào tình trạng thừa cân béo phì sau khi sinh hai em bé. Và chính điều này cũng làm cho hạnh phúc gia đình chị cũng trở nên lạnh nhạt. Tuy là anh không nói, anh không chê mình là béo, nhưng mà mình tự cảm nhận được. Tại vì chồng mà, nếu như mà nói ra có khi là thấy mình buồn, mình tự ti. Nên là anh nếu mà nói gì thì anh cũng khéo. Mình nhìn mình mà mình thấy là mình không có hài lòng thì ông xã mình không biết làm sao, có cái suy nghĩ gì về cái cơ thể của mình. Em cũng suy nghĩ hoài, nhưng lỡ có chuyện gì rồi em với con thì làm sao? Lỡ sau này con mình lớn lên là đường có người mẹ thì tội biết. Em cũng không muốn. Thân hình béo phì đã lấy đi của chị quá nhiều thứ, từ sức khỏe, hạnh phúc gia đình cho đến công việc. Chị không thể xin được việc làm cũng bởi vì thân hình quá mập. Kiểu bây giờ mình chị, người ta có nghĩ là mình làm được chuyện đó, mình di chuyển khó khăn nữa, nên cũng khó, chỉ ở nhà thôi. Đến từ bản thân mình cảm thấy như thế. Nói chị là một người chồng, mọi người nhìn ảnh đấy không biết đâu là ngực này, hông hay là bụng nữa. Cái lúc đó bụng của em thì chắc phải, người ta nói rằng là bụng con bé này coi như còn chửa 7 tháng. Đương nhiên là ai cũng muốn hướng đến cái đẹp chứ, đúng không? Thì đâu có ai muốn mình xấu xí già nua đâu. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy làm gì đó đi. Không cam chịu với cuộc sống và thân hình hiện tại, chị Loan đã quyết tâm tìm đến liệu trình siêu hủy mỡ với mong muốn thoát béo để thay đổi số phận. Sau khi giảm cân thành công, chị Nga đã hoàn toàn lột xác về ngoại hình. Cuộc đời của chị như đã bước sang một trang mới kể từ khi chị giảm được 16kg mỡ thừa. Còn đây là chị Bích sau khi giảm mỡ thành công, chị lấy lại vóc dáng, hạnh phúc gia đình thêm mặn nồng. Còn chị Loan sẽ lột xác thế nào? Cùng đón xem sự trở lại ngoạn mục của chị ấy nhé! Cơ sở 1, số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ sở 2, số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ 1900 0361 hoặc 0911 85 9999 để được tư vấn.